X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Gia Cát Lượng, sinh năm 181 mất năm 234, tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long Tiên Sinh, là nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà quân sự, và cũng là một nhà phát minh của Thục Hán thời Tam Quốc. Ông là người có công lớn trong việc hình thành nên thế chân vạc giữa nhà Thục Hán, Đông Ngô và Tào Ngụy trong hàng chục năm. Tháng 8 năm 234, Gia Cát Lượng sinh bệnh nặng. Hoàng đế Thục Hán là Lưu Thiện Phái Thượng Thư Lý Phúc, ngày đêm phóng đến tiền tuyến Gò Ngũ Trượng thăm hỏi bệnh tình của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng nằm trên giường bệnh dặn dò Lý Phúc, trước mắt sự nghiệp Bắc phạt chưa thành công, hy vọng đại thần triều đình vẫn một lòng như cũ, tận tâm phò tá Lưu Thiện, kế tục hoàn thành sự nghiệp phục hưng nhà Hán mà mình chưa hoàn thành được. Lại yêu cầu Lý Phúc truyền lời cho hoàng đế, sau khi ông mất không cần đưa về thành đô cử hành quốc tang, để tránh lãng phí phô trương, cứ an táng ở núi Định Quân tại tiền tuyến là được, để tượng trưng chí hướng, ra ngựa bọc thây chết ở xa trường. Ông cũng để lại lời cuối, nói rằng nghi thức tang lễ phải thật đơn giản, lấy núi làm mộ, có thể dùng quan tài loại thường cũng được, khi liệm chỉ cần dùng quần áo bình thường, không chôn theo vật quý. Lý Phúc tất thảy đều ghi nhớ lời của Gia Cát Lượng, liền mau chóng trở về thành đô báo cáo lại với Lưu Thiện. Cuối tháng 8 năm 234, Gia Cát Lượng bệnh mất ngay trong chiến dịch Bắc phạt lần thứ 6, thọ 54 tuổi. Hầu chủ Lưu Thiện nghe tin Gia Cát Lượng đã mất, đau đớn khóc lóc không thôi, lại xuống chiếu truy tặng ấn thủ Vũ Hương Hầu. Cùng dựa vào phẩm đức và công tích của Gia Cát Lượng lúc sống, đặt tên Thụy là Trung Vũ Hầu. Ông được chôn tại ngọn núi Định Quân ở vùng Hán Trung theo đúng di nguyện. Mộ phần tựa vào núi, chỉ đủ chứa quan tài, liệm bằng quần áo bình thường, không chôn theo tài sản gì. Vì sao Gia Cát Lượng lại chọn núi Định Quân mà không chọn mang hẳn về kinh đô nước Thục và an táng theo hình thức quốc tang? Vấn đề này có nhiều giải thích khác nhau. Có người nói Gia Cát Lượng chọn núi Định Quân là vì quan niệm khi sống thì quản lý nước Thục, khi chết thì bảo vệ nước Thục. Một thuyết khác lại nói rằng, do việc Bắc phạt thất bại nên Gia Cát Lượng không muốn đưa xác mình về chôn tại kinh đô, sợ bị Lưu Thiện trả thù. Tuy nhiên, có lẽ nguyên nhân thuyết phục nhất vẫn là Gia Cát Lượng đã tính toán rất kỹ về phong thủy khi lựa chọn ngọn núi Định Quân này. Núi Định Quân là một nhánh đâm theo hướng Tây Bắc của dãy hệ Mỹ Thương. Địa hình núi rất phức tạp, các sườn núi uốn lượn, nhấp nhô, trên đỉnh núi rất bằng phẳng, có thể đóng được cả vạn quân nên được coi là một nơi cực tốt về mặt phong thủy. Thời kỳ Tam Quốc là thời kỳ mộ tặc cực kỳ lộng hành. Vì vậy, ngoài việc chọn phong thủy cho ngôi mộ, việc đầu tiên cần nghiên cứu đối với các nhà phong thủy chính là làm cách nào để chống lại bọn mộ tặc này. Những đồ tang vật cất giấu trong các ngôi mộ cổ một mặt có thể cho ta biết tuổi của ngôi mộ, danh tính của gia chủ, đồng thời cũng cho ta biết xã hội tại thời điểm đó. Lấy một ví dụ, đồ gốm là thứ cần thiết cho tang lễ của người cổ đại. Chúng ta có thể xác định ngôi mộ thuộc thời kỳ nào thông qua nghề thủ công, đồ gốm. Thời xưa, các hoàng đế được an táng, đồ tùy táng của các hoàng đế sẽ được ghi vào sử sách. Dựa vào các cuốn sách lịch sử, có thể xác minh xem đây có phải là lăng mộ thật của hoàng đế hay không bằng cách hiệu đính các đồ vật. Các đồ vật trong lăng mộ của hoàng đế thể hiện trình độ thủ công cao nhất vào thời điểm đó. Tuy nhiên, lăng mộ của một số danh nhân lịch sử được bao phủ bởi một chút bí ẩn. Một số ngôi mộ bất lực vì không xác nhận được vị trí, chẳng hạn như Thành Cát Tư Hãn. Một số ngôi mộ nổi tiếng đến mức những kẻ trộm mộ sau này rất sợ khi vào thăm mộ, chẳng hạn như lăng của Quan Vũ được gọi là Quan Công. Nhiều ngôi mộ của các tướng lĩnh và hoàng tử đã bị những kẻ trộm mộ viếng thăm hàng nghìn năm. Để ngăn chặn lăng mộ của họ bị đánh cắp, các hoàng đế cổ đại thường mô tả hồ sơ xây dựng lăng mộ của họ là đáng sợ. Ví dụ, nó sẽ sử dụng chứa khí độc, cánh cửa bí mật, mũi tên bí mật, căn phòng bí mật, không lối thoát. Trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, những ngôi mộ cổ thường được mô tả rất nhiều và có tổ chức, khiến người ta phải tránh xa nó. Thực ra, những ngôi mộ cổ cũng không ngoa như vậy. Trong những ngôi mộ cổ mà chúng ta đang điều tra hiện nay, chưa bao giờ có một cơ chế phóng đại như vậy được mô tả trong phim, trong tiểu thuyết. Còn về những tên trộm mộ với sức mạnh siêu nhiên được mô tả trong sách, chúng không hề quá lời trong lịch sử, cũng không hề có sức mạnh khủng khiếp. Gia Cát Lượng khi chọn mộ cũng đã nghĩ đến việc sẽ bị Tư Mã Ý hoặc những người đời sau đào và cướp mộ, vì vậy đã yêu cầu tướng lĩnh dưới quyền không chôn theo các vật tùy táng, mộ huyệt cũng không cần đào lớn, chỉ vừa đủ để đặt quan tài là được. Khu vực đặt mộ cũng không cần xây kín, cũng không trồng cây đánh dấu hay làm bất cứ thứ gì có thể bị phát hiện. Tuy nhiên, những người đời sau để tưởng nhớ công đức của Gia Cát Lượng đã quyết định xây dựng khu mộ cho ông, lại còn trồng cây để ghi nhớ vị trí đặt mộ. Tuy nhiên, khi quyết định làm điều này, họ cũng tính đến việc giúp ngôi mộ chống lại bọn mộ tặc. Vì vậy họ đã xây dựng rất nhiều ngôi mộ giả xung quanh ngôi mộ thật. Ngôi mộ mà ngày nay người ta vẫn gọi là mộ thật của Gia Cát Vũ Hầu, thực tế không phải là mộ thật. Nhiều người cho rằng,
ngôi mộ chỉ vẻn vẹn dòng chữ, mộ Vũ Hầu, mới là mộ thật. Nên mới có câu tục ngữ, mộ thật thì không thật mà mộ giả lại không giả. Trên thực tế, nhiều chuyên gia lại cho rằng, ngay cả ngôi mộ có tên, mộ Vũ Hầu, được đặt ở góc Tây Bắc của núi Định Quân, diện tích lên tới hơn 300 mẫu cũng không phải là thực. Hiện tại, người ta vẫn chưa thể xác định được mộ thật của Gia Cát Lượng nằm ở đâu. Những năm cuối đời của Gia Cát Lượng trôi qua trong những ngày phò tá Lưu Thiện. Trên giường bệnh, Gia Cát Lượng căn dặn Lưu Thiện, thứ nhất, sau khi ta chết không được phát tang, thứ hai là không được đưa tang, thứ ba là không được chở quan tài bằng ngựa hay xe ngựa. Thay vào đó, ông chỉ yêu cầu 4 người lính khiêng quan tài của ông về phía nam bằng sợi dây thừng, và đặc biệt ra lệnh rằng nơi sợi dây bị đứt trong cuộc hành trình là nơi chôn cất ông. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Lưu Thiện đã bố trí 4 binh lính khiêng quan tài theo lời dặn của Gia Cát Lượng, đi bộ suốt về phía nam. Kế hoạch ban đầu là đứt dây rồi đem chôn, nếu đúng như vậy thì sẽ rất dễ cho mọi người xác định được nơi chôn Gia Cát Lượng. Nhưng mới đi được một ngày đường mà 4 tên lính đã bẩm bảo là dây thừng đã đứt và đã chôn cất Gia Cát Lượng. Đương nhiên Lưu Thiện không phải là kẻ ngốc, ông ta bắt đầu tự hỏi, tại sao sợi dây dày như vậy lại đứt chỉ trong một ngày. Thế là ông tra hỏi 4 tên lính, hóa ra bọn họ lười biếng, đi được một ngày đã thấy mệt nên nói dối là dây thừng đã đứt. Trong cơn thịnh nộ, Lưu Thiện đã xử trảm 4 tên lính. Lúc này, vấn đề càng lớn hơn, trên đời chỉ có 4 người lính này mới biết chính xác Gia Cát Lượng được chôn cất ở đâu. Thực tế, đây là tài năng sáng chói của Gia Cát Lượng. Ông biết rằng nơi chôn cất mình nhất định chỉ có 4 tên binh lính biết. Và sau này cũng không ai biết chính xác mộ của ông đặt ở đâu, mãi cho đến thời nhà Minh, nhà quân sự nổi tiếng Lưu Bá Ôn, đã sử dụng bát đồ để xác định được vị trí mộ của Gia Cát Lượng. Điều này cũng chỉ là một giai thoại, tương truyền vẫn còn có giai thoại khác nữa. Nhưng cho đến nay, mặc dù mộ của Gia Cát Lượng đã được phát hiện nhưng không ai dám đến trộm mộ và khai quật. Có 3 lý do mà mọi người đưa ra để lý giải tại sao mộ của Gia Cát Lượng không bị trộm. Thứ nhất, Gia Cát Lượng nhiều mưu lắm kế, phường trộm cắp lo sợ ông cài bẫy trong đó nên sẽ khó giữ được tính mạng của mình. Thứ hai, Gia Cát Lượng là người luôn luôn tiết kiệm. Cả đời ông trong sạch, an phận thủ thường, lúc lâm chung vẫn yêu cầu tang lễ giản đơn, đến áo liệm không cần mặc, chỉ cần mặc quần áo ngày thường là được. Với tính cách của ông thì không thể có chuyện ông bỏ nhiều vàng bạc châu báu vào trong quan tài của mình được. Vì thế, dù có mở ấp quan tài của ông ra thì phường trộm cắp cũng sẽ chẳng lấy được gì. Thứ ba, Gia Cát Lượng được người đời tôn kính, đến phường trộm cắp cũng tâm phục khẩu phục. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.